Sáng ngày 4 tháng 3, người hâm mộ điện ảnh Việt Nam đã đón nhận một tin buồn khi nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh đã qua đời tại gia đình, hưởng thọ 93 tuổi. Là người gốc Hà Nội, thấm đẫm chất hào hoa của người trai phố cổ, nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh lại đi vào lòng công chúng với vai nông dân khổ hạnh, hiền lành, chất phác. Vai diễn truyền hình đầu tiên và cũng là vai mà nghệ sĩ Trần Hạnh tâm đắc nhất là vai ông Cần trong phim Cuốn sổ ghi đời của đạo diễn Tất Bình. Sau đó là hàng loạt phim khác như Tướng Về Hưu hay Tha Thứ Cho Em, Cỏ Lau, Người Đàn Bà Thứ Hai. Bên cạnh dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, ông còn có một sự nghiệp sân khấu lẫy lừng. Trên sân khấu nhà hát kịch Hà Nội, ông đã có những vai diễn xuất sắc với nhiều giải vàng, bạc ở liên hoan phim sân khấu toàn quốc. Trong số đó phải nhắc đến vở kịch thơ Lam Sơn Tụ Nghĩa. Nghệ sĩ Trần Hạnh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú. Và vào năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Với lòng yêu nghề, tinh thần lao động hăng say hết mình, những vai diễn của ông sẽ còn mãi trong lòng thế hệ diễn viên và khán giả Việt Nam.